Vâng, thực sự sau khi cầm lái chiếc xe này, các bác mới thấy tại sao những chiếc xe Đức mang đến một sự khác biệt so với phần còn lại. Khả năng vận hành cực kỳ êm ái, cách âm tốt, khả năng đánh lái chính xác và độ an toàn cao. Đó là những gì mà chiếc xe này có thể mang lại cho quý anh chị khi mà sở hữu nó. Tuy nhiên, một cái nhược điểm của những chiếc xe Đức đó là một cái mức giá rất đắt đỏ ở cái thời điểm ban đầu khi mà chúng ta sở hữu. Ví dụ như chiếc xe này thì các anh chị phải bỏ ra con số lên tới gần 3 tỷ đồng. Còn ngày hôm nay, với một chiếc xe mà thực sự là còn nguyên zin nguyên bản, cam kết không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích và hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, máy số zin, mà giá tiền để chúng ta có thể sở hữu một chiếc xe hạng sang đến từ một trong các cái thương hiệu lớn của Đức, đó là Audi, lại chỉ hơn một con i10 có chút tiền thôi. Nhưng thực sự là giá trị mà nó mang lại cho chúng ta thì lớn hơn rất là nhiều so với con số mà các anh chị chúng ta bỏ tiền ra để sở hữu chiếc xe này ngày hôm nay. Vậy thì chất lượng và chi tiết chiếc xe này nó như thế nào thì ngay bây giờ xin mời các bác hãy cùng kênh YouTube Việt Xế Chất đánh giá và xem là liệu đây có phải là một mẫu xe xứng đáng để các anh chị bỏ tiền ra sở hữu ngày hôm nay không các chị nhá. Đầu tiên thì các bác có thể thấy là chiếc xe được thiết kế với những vật liệu cực kỳ là cao cấp, ví dụ như là vô lăng bọc da, và chủ nhân cũ thì rất cẩn thận đang bọc một cái bên ngoài để bảo vệ. Ngoài ra thì các chị thấy là đằng sau vô lăng thì chúng ta có lẫy chuyển số sport thể thao, tính năng ga tự động cruise control nhá. Ở đây các bác có thể thấy là xe được trang bị một cái màn hình giải trí. Đấy, nhưng mà lúc nào thì các bác để thấy là trong quá trình di chuyển thì nó sẽ có hiển thị các cái cảm biến cảnh báo va chạm phía trước phía sau. Đấy, để làm sao mà chúng ta di chuyển một cách an toàn nhất. Và ngay kể cả trên khu vực bản táp lô trung tâm ấy thì các bác thấy là họ sử dụng vật liệu là nhựa mềm. Đấy, điều này khi mà chúng ta ấn vào nó sẽ có độ lõm và nó sẽ giúp hấp thụ cái tiếng động cơ hay là tiếng mặt đường dội vào bên trong khoang nội thất được giảm thiểu đi rất là rõ nét. Và chúng ta để thấy là trên cái khu vực bản táp lô trung tâm ấy thì nó có được bố trí lên tới 3 loa này, hệ thống loa âm thanh của nó này. Đó, các bác có thể thấy là được bố trí rất là nhiều loa âm thanh. Đó, được chưa ạ? Ngoài ra thì đây, đấy, khu vực này thì các anh chị có một cái đầu đĩa DVD này. Đấy, các bác còn có ở đây là hệ thống điều hòa của xe là 2 vùng độc lập nhá. Xe được trang bị phanh tay điện tử rồi, đề nổ start stop bằng vô cần số bọc da cao cấp. Và trên khu vực này thì các chúng ta sẽ có các chi tiết được sử dụng vân gỗ, họ xử lý bóng, vecni và các cái viền hợp kim nhôm rất là cao cấp, kể cả cửa gió điều hòa cũng là hợp kim nhôm nhá. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có hệ thống túi khí thì được bố trí ở khắp mọi nơi. Phần trần nỉ cũng rất là cao cấp và sạch đẹp theo thời gian. Phải nói là một chiếc xe được chủ nhân đi rất là chăm chút và giữ gìn, đúng không ạ? Đấy, các anh chị tình ngắm nhìn cho em này. Phía trên này chúng ta có đèn trần nhá. Đấy, có đèn trần phía trên này. Và đây thì các bác có thể thấy là họ bố trí thêm cả những cái móc để các anh chị có thể treo đồ, treo quần áo chẳng hạn. Rất là ok. Và không chỉ mang đến cho các bác chúng ta sự an toàn thì chiếc xe còn mang đến cho các anh chị chúng ta với một cái không gian nội thất hàng ghế sau rất rộng rãi, thoải mái để các anh chị chúng ta có thể ngồi được 3 người lớn. Và đây, đấy, ghế da bò cao cấp màu nâu. Đấy, các anh chị thấy là theo thời gian này nó đẹp long lanh như này, xuất hiện rất ít những vết nhăn và form ghế nó dày, ngồi vào cảm giác nó êm. Ở đây chúng ta có một cái bậc tì tay để cốc nhá. Đấy, rất là tinh tế, nếu mà chúng ta không cần thiết thì các anh chị chúng ta có thể gập lên để các bác có thể là tăng cái không gian cho hàng ghế sau của xe. Và phía dưới này thì anh chị chúng ta cũng có một cái cửa gió điều hòa và các bác có thể là chỉnh tốc độ gió và chỉnh nhiệt độ. Đấy, để làm sao nó phù hợp nhất với cái sở thích của mỗi người, đúng không ạ, trong những chuyến đi. Đấy, và đương nhiên là chiếc xe này thì em Việt cam kết với các bác là có nguyên zin nguyên bản rồi. Các bác nhìn này, phía sau này chúng ta còn có một cái rèm cơ kéo lên để che nắng và tăng độ riêng tư cho hàng ghế sau. Và ngay ở trên khu vực bản tắp kính cửa thì họ cũng sử dụng các chi tiết vật liệu gỗ kết hợp với hợp kim nhôm. Đấy, tay nắm cửa này rất đẹp mắt nhá. Và các bác để thấy theo thời gian nhưng mà đến bây giờ nó đẹp xuất sắc luôn. Và con này thì phải nói luôn là không một lỗi nhỏ, và không một lỗi nhỏ các chị nhá. Đó, đó là hàng ghế sau của chiếc xe này. Và tiếp tục thì chúng ta có thể đi về cái hàng ghế trước. Đấy, thì đây, các bác có thấy là xe được trang bị tới hai ghế trước điều chỉnh điện này. Đấy, và nội thất ghế da bò cao cấp màu nâu zin nguyên bản theo xe mà đến bây giờ nó vẫn đẹp long lanh như này. Đấy, vô lăng ba chấu cầm lắm rất là nhẹ nhàng và điều khiển rất là dễ nhá. Đấy, tầm quan sát phía trước cực kỳ là tốt và máy đang nổ đấy, nhưng mà các bác có thể thấy là tiếng máy nổ rất êm và chúng ta sẽ không nghe thấy tiếng động cơ hay là giảm thiểu tiếng ồn bên ngoài vọng vào bên trong là khi mà chúng ta đóng hết cánh cửa vào. Đấy, chúng ta còn có gương trội là chống chói, được chưa ạ? Hệ thống đèn là auto nhá, các bác nhìn này. Đấy, đây viền cửa gió điều hòa cũng là hợp kim nhôm. Đấy, và đây các bác nhìn cho em cái chi tiết bản lề này. Đấy, nguyên zin nguyên bản đẹp xuất sắc nhá. Tay nắm cửa này từ cái chốt này, đó các bác nhìn cho em cái chi tiết gỗ này. Đấy, bóng loáng như gương luôn. Cốp là cốp điện thì bằng một nút bấm này thôi nó sẽ tự động mở ra này. Đấy, và em mở luôn này chút nữa để chúng ta có thể là xem cái phần cốp nhá. Đấy, móc khóa này
Đấy, và nguyên zin nguyên bản hết. Nói chung là con này thì không bàn về chất luôn. Ở đây thì các bác có thể thấy là khu vực cần số thì nó còn có những chi tiết gỗ được bao quanh rất là sang, đúng không ạ? Đấy, và một cái nội thất ghế da bò màu nâu cao cấp, nhìn trong cái không gian của nó cũng rất là sạch đẹp, đúng không ạ? Vậy thì tiếp tục quay trở lại với cái phần cốp phía sau nhá. Thì các anh chị có thể thấy là chiếc xe này là một chiếc SUV 5 chỗ gầm cao. Đấy, và nó mang đến chúng ta với không gian cốp đằng sau rất là rộng, thì các anh chúng ta có thể tha hồ để đồ. Và các bác nhìn này, cái nỉ của nó cũng rất là cao cấp. Đấy, và chủ nhân cũ thì giữ rất là sạch đẹp nhá. Thì dưới đây chúng ta còn có cái lốp dự phòng, nó là lốp mỏm thôi. Đấy, và một cái thanh phản quang thì các bác có thể là đặt để cảnh báo cho người đi đường khi mà chúng ta xảy ra sự cố. Đấy, cái chi tiết của nó này, phần máng này. Đấy, các bác thấy quá ok luôn, nguyên zin nguyên bản hết, đẹp xuất sắc. Và thực sự là bây giờ để có thể sở hữu cho mình được chiếc xe này thì chúng ta có một cái mức giá phải nói là vô cùng hấp dẫn. Đây, tapi cánh cửa bên phía ghế phía cửa sau này, các bác nhìn này, nó đẹp như này. Đấy, ghế bên này cũng thế nhá, các bác thấy này, từ cái má ghế này zin nguyên bản căng đét luôn. Nói chung là không bàn về chất luôn các bạn, từ cái móc khóa này. Đó, quá ok luôn nhá. Xe được trang bị cốp điện thì các bác chỉ cần một nút bấm thôi. Này. Thì các anh chị thấy là nó sẽ tự động đóng lại cho các bác. Vâng, một chiếc xe hạng sang tuyệt đẹp gầm cao đến từ thương hiệu Audi của Đức. Và em Việt mang đến cho các anh chị ngày hôm nay đó chính là một chiếc Audi Q5. Con này của em sản xuất vào năm 2012 chị nhá. Với phiên bản này thì nó được trang bị động cơ 2.0 turbo với hệ dẫn động Quattro nổi tiếng của thương hiệu Audi. Và ở cái đời 2012 này thì nó bắt đầu nó được trang bị hộp số là 8 cấp rồi, thay thế cho hộp số 7 cấp của thế hệ cũ. Hộp số càng nhiều cấp thì các bác thấy là xe vận hành càng mượt mà, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, đúng không ạ? Đèn hậu phía sau cũng là một cái điểm nhấn của chiếc Audi Q5. Nó được trang bị full bóng đèn LED bên trong này. Đấy, và em quay gần thì các bác thấy. Đấy, phía trên này chúng ta có giải đèn LED xi nhan nhá. Được chưa ạ? Đấy, và khác với những thương hiệu của Đức khác như là Merc hay BMW thì các bác thấy Audi có những đường nét thiết kế rất là mềm mại, bo tròn, đúng không ạ? Phía dưới chúng ta có bộ kép và cảm biến cảnh báo va chạm. Đấy, và đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao và gắn 10 kính phía sau. Xe sử dụng bộ la răng đa chấu với 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS và lốp thì là lốp mít dày. Đấy, điều này nó sẽ giúp chiếc xe vận hành nó êm, đúng không ạ? Giảm thiểu tiếng ồn. Viền cửa kính thì chúng ta thấy là chân kính là lẹp chrome rồi. 4 cánh cửa đều có cảm biến khóa mở nhá. Và ngoài ra thì chúng ta còn có xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu. Và một mẫu xe mà thực sự là kể cả cái form dáng của nó cũng không bao giờ bị lỗi thời theo thời gian. Có thể nói Audi Q5 là một trong những cái mẫu xe gầm cao hạng sang thiết kế đẹp mắt nhất trên thị trường, đúng không ạ? Đấy, các bác có thể thấy là đèn xi nhan tiếp trên gương chiếu hậu rất là tinh tế. Tiếp tục đi về phần đầu xe, các bác có thể thấy là dòng xe Đức thì bao giờ cái lắp capo cũng sẽ kéo dài và nó là bằng hợp kim chứ không phải là tôn sắt xi thông thường. Điều này nó giúp tăng cái độ cứng nhưng mà giảm trọng lượng của xe, giúp cho xe nó chống chịu được va chạm một cách tốt hơn so với những cái dòng xe phổ thông. Và tiếp tục phần đầu xe thì các bác có thể thấy vào một cái thiết kế với cực kỳ là bắt mắt và thể thao, với mặt ca lăng to bản, với những thanh lan sọc và viền chrome tạo điểm nhấn. Và ngoài ra thì các bác có thể thấy là hệ thống đèn pha của xe nhá, thì nó đã có được trang bị là giải đèn LED định vị ban ngày. Và hệ thống đèn pha chính thì được trang bị bóng đèn Bivictor. Và 2012 đấy, như các bác nhìn cho em này, đến bây giờ vẫn còn trong suốt như pha lê. Có rửa đèn pha nhá, và đương nhiên là có cả cảm biến cảnh báo va chạm. Và đèn gầm thì được tích hợp là bóng đèn halogen. Và máy em đang để nổ đấy, nhưng mà chúng ta có thể thấy là tiếng động cơ hoạt động rất êm, đúng không ạ? Đấy, rất êm ái. Và đây, các anh chị có thể ngắm nhìn phía bên này giúp em nhé. Vâng, nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Đấy, từ A đến Z. Nói chung là con này thì các bác chúng ta mua về, các anh chị chúng ta chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Gần như là tổng thể sơn xi bên ngoài thì các anh chị chúng ta về chúng ta cũng không tốn một đồng nào đâu. Phải nói là nó vẫn còn rất chất lượng đấy ạ. Vâng, rất chất lượng nhá. Vậy thì ngoại thất và nội thất chiếc xe thực sự đã rất ổn rồi. Đây, quay tiếp cho các bác cái ghế phụ bên này nữa này. Đấy, các anh chị thấy này, ghế phụ chỉnh điện luôn nhá. Và đây, từ cái má ghế các bác nhìn về, nó còn led căng như này. Đó, form ghế rất là dày và ngồi vào cảm giác cực kỳ là êm, đúng không ạ? Các bác nhìn em từ bàn lề này, rất là chắc chắn. Đấy, từ cái móc khóa này. Đấy, bên này cũng vậy nhá, nguyên zin nguyên bản hết cho các bác, toàn tập từ A đến Z này. Đó, tablo tapi này, cực kỳ là ok luôn. Đây chúng ta có một hộp để đồ nhá. Và bên trong thì các bác có thể thấy là nó có lỉ nhung này. Và sách hướng dẫn thì đây, tất cả còn nguyên zin nguyên bản hết đây nhá. Đó, các bác có thể thấy, được chưa ạ? Rất là ok. Vâng. Con này thì không chê đâu được về chất lượng các bạn. Đấy, không chê đâu được về chất lượng. Đó. Vâng, vậy thì nội thất và ngoại thất chiếc xe các bác đã thấy ổn áp chưa? Bây giờ thì để giúp các anh chị chúng ta đánh giá chất lượng của chiếc xe tốt hơn thì em Việt sẽ mở lắp capo chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ của xe này nhá. Vâng, vậy thì đây xin mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ với cỗ máy 2.0 TFSI. Và em Việt đang để nổ máy để cho các bác thấy là máy đổ rất là êm. Và đương nhiên là máy thì các bác nhìn này. Đấy, nguyên zin nguyên bản nhá. Từ củ phát này, trắng phao phao luôn. Máy này.
Ở đây chúng ta có một thanh răng chống lật giúp tăng độ cứng cho xe nhé. Đấy, cabo này. Đó. Đấy, xe mát đầy đủ hết nhá. Đấy, từ cái tấm nỉ, cái âm này các bác thấy này. Đây bên này nữa này. Đó, các bác nhìn đây. Đây, ba số này. Đấy, máy đây đang nổ hoạt động. Đấy, các bác thấy là còn rất ok chất lượng đúng không ạ? Đăng kiểm dài tận tháng 2 năm 2025. Và một chiếc xe thực sự sang chảnh, đẳng cấp và một cái form dáng thiết kế ngoại hình quá đẹp mắt đúng không ạ? Vậy thì thay vì bỏ ra tiền tỷ, ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cần bỏ ra cho em Việt với con số là 525 triệu. Các bác đã có thể sở hữu cho mình được chiếc Audi Q5 tuyệt đẹp này rồi. Vậy thì anh chị làm ta yêu mến và quan tâm thì xin mời các bác trực tiếp nhấc máy và alo cho em nhé, theo số hotline là 0968 22 889, để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc Audi Q5 này. Vậy thì một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi báo giá của kênh YouTube Việt Xe Chất. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ và bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại showroom của bên em.